hân hạnh chào đón các em học sinh lớp 11 trường chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ đến tham quan du lịch và hoạt động thực tế tại khu du lịch sinh thái nông trường sông Hậu, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Xin nhiệt liệt chào đón các em. Chúc các em có buổi sinh hoạt tập thể vui vẻ, mang lại nhiều cái niềm vui và kiến thức trong cái cuộc sống qua các cái hoạt động trải nghiệm tại cái khu du lịch sinh thái này. Chúc các em đoàn kết, vui tươi và sau cái chuyến đi này chúng ta thêm yêu thiên nhiên, thêm yêu cái cuộc sống lao động của người nông dân và gắn bó với người nông dân, gắn bó với thiên nhiên nhiều hơn. Các em đang vào khu vườn mận. Mận nơi đây được trồng, được bao bọc bởi lưới cước để tránh các loại côn trùng cắn phá và không có sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật, cho nên các em sử dụng rất là an toàn. Và đây là cái khu vườn ổi ruột đỏ. Ổi này các em đến đây tham quan, tự tay mình hái và ăn. Những trái ổi rất là giòn tươi, rất là ngon, ngọt. Ý tôi ăn nữa. Ủa ở này là ủa ở ruột đỏ hết anh chú. Bắt đầu vào mùa hè, trời rất là nóng nực. Và nếu mà các em được trải nghiệm thực tế như thế này, đi vào những cái khu vườn thật là mát như thế này, các em có được cái chuyến tham quan thực tế rất là bổ ích trong cái cuộc sống và tận hưởng cái không khí là mát lạnh của cái khu vườn tràn đầy oxy. Các em ở thành phố thì ít có được là thấy được những cái cảnh như thế này. Hy vọng rằng các em là cũng đến đây nhiều hơn để mình tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn và mình có cái cuộc sống thân thiện với thiên nhiên. Ngoài cái đi thực tế tham quan ở trên vườn thì các em cũng có thể xuống những chiếc xuồng như thế này và tự tay mình bơi, là khám phá được là cái cảnh là sông nước. Các em tự bơi xuồng để dạo ở dưới những cái con kênh như thế này. Nước thì rất là mát, rất là êm. Các em tự do là bơi, tập luyện, thậm chí các em có thể xuống những con kênh này để tập bơi, rất là tốt, rất là mát.
Xuân em chở chú dân quân, chở cô cán bộ, chở anh hậu cần. Nón tay bèo lấp lánh dưới trăng, lúc nói chuyện thì thầm, khi cười vui rộn ràng. Các cái hoạt động ở đây rất là phong phú. Các bạn đi trên bờ, đi dưới sông với nước như thế này, thì các bạn cũng có thể đi lên những cánh đồng ruộng, ruộng ngô người ta đã trồng bắp á các bạn, thì các bạn tự tay mình hái và đem về thưởng thức những cái trái bắp do mình nấu hoặc là mình nướng mà mình ăn luôn, rất là ngon, rất là tươi, rất là ngọt. Ngoài ra thì khi đến đây các bạn còn được thưởng thức những cái sản phẩm mà do cái người nông dân ở đây làm ra, như là giới thiệu với các bạn có cái trà mãng cầu nè, rồi là có cái trà mật ong nè các bạn. Các cái khu vườn mà người ta đã trồng cây và người ta nuôi ong ở trên này, và người ta đã thu hoạch những cái tổ ong và làm ra mật ong và trà mật ong, trà mãng cầu. Ngoài những cái hoạt động nước, nước các bạn nãy giờ đã trải nghiệm đó, và mình cũng mình quay trong đây và mình cũng chưa có quay vô trong cái clip này đó, thì các bạn thấy là các em đang là xuống mương tự tay mình tát và mình mò bắt những con cá ở dưới này. Cá dưới này thì cá đồng, các em mò được con nào thì bắt lên con đó, và tự tay mình có thể mình tự mình nướng, mình nấu, mình ăn. Các em thì chắc chưa bao giờ là có cái cảnh như mà lội bùn lội nước như vậy đâu, nhưng mà ở cảnh ở đồng quê, ở đồng ruộng thì như thế này thì rất là nhiều, rất là quen thuộc với cái người dân miền Tây của mình. Nhưng các em cũng là người dân miền Tây, nhưng mà cái cuộc sống của mình ở khu đô thị, ở thành phố thì không có trải nghiệm thực tế được như vậy. Các em thấy các em nói là tự tay của mình trải nghiệm lội bắt mò cua, bắt ốc, bắt cá như thế này, rất là vui, rất là mát. Ngoài các cái hoạt động trải nghiệm mà các em đã đi đó, thì các em còn được tập trung vào cái hội trường như thế này để các em được là dạy nấu những món ăn và nghe thuyết trình về những cái triết lý trong cuộc sống qua những cái món ăn, để các em biết tôn trọng hơn các cái món ăn mà tự tay mình làm ra. Trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Hôm nay thì chúng em có cái tham gia hoạt động trải nghiệm tại nông trường Sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Thì nhân cái buổi tham quan vườn trái cây hôm nay, tụi em đã học được rất là nhiều kỹ năng trong việc chọn lựa các loại trái cây như là mận, ổi, được tìm hiểu thêm về cách trồng cũng như là cách chăm sóc các loại cây, và được hái và ăn ngay tại vườn. Và trải nghiệm này thì rất là tuyệt vời.